Xin chào cô bác anh chị. Thời tiết ở Anh thì nắng mưa thất thường, nhất là thời điểm vào tháng 6 đầu tháng 7. Lúc thì mưa, lúc thì gió rất là to, nhưng mà dù sao nó cũng đủ cái độ ấm để cho tất cả các cái cây rau Việt nó phát triển tốt. Hôm nay Vinh Lê sẽ chia sẻ và giới thiệu qua với cô bác anh chị cái hình thức mà cả một cái vườn rau nhà mình đây. Đó là bằng hình thức trồng các cái thùng chậu di động không đục lỗ mà chuẩn để cho cái cây rau Việt nó phát triển, mặc dù là rất là ít đất và kẻo diện tích, tận dụng được mọi lúc mọi nơi. Mình có thể mình di chuyển tất cả các cái cây chậu rau hàng ngày theo cái độ ánh sáng, bởi vì trong cái khuôn viên vườn nhà thì nó vướng nhà vướng cây, bắt buộc mình phải bằng cái hình thức như thế này thì cái cây rau nó phát triển lên rất là tốt. Và ngay bây giờ Vinh Lê giới thiệu và chia sẻ với cô bác anh chị cái cách để làm sao mà mình trồng được những cái chậu rau tuyệt vời luôn. Đây, với một cái hình thức một cái chậu, phía trong thì đất thì rất là ít, chỉ có đúng bằng một nửa lon đất như thế này thôi. Thì mình gieo cái rau muống. Rau muống thì thường nó ưa thời tiết rất là nắng nóng. Khi mà nhiệt độ đủ khoảng 25 độ thì nó phát lên rất là nhanh. Đây là một trong những cái chậu mà mình đã gieo trồng. Mình ban ngày thì mình để ra ngoài cho nó hấp thụ ánh sáng mặt trời, và buổi tối thì mình lại đưa vào cái chỗ mà cái lan can có mái che. Chính vì thế thì cái rau nó rất là trắng, mập và non. Đây là một trong những cái chậu rau muống bạt ngàn của tại vườn nhà mình. Đây nữa, đây cũng là trong những cái giống rau dền. Rau dền với rau muống thì nó cũng không khác gì nhau cả về cái độ thời tiết, nhiệt độ nó cần phải nắng nóng. Tất cả cái mô hình mình trồng tại vườn là đều bằng thùng chậu, từ những cái cây ăn trái hoặc là những cây chậu hoa. Một góc khuôn viên nho nhỏ như thế này để cho tất cả những cây hoa và những cây ăn trái. Và thời điểm mùa hè hàng năm thì nó rất là đẹp, nhất là lúc mà tháng 6 là cái tháng đẹp nhất để cho hoa nó nở. Và hình thức thùng chậu thì mình có thể mình trồng gối. Đỉnh điểm tại vườn nhà mình có những lúc lên đến khoảng 400-500 cái thùng chậu, từ chậu to chậu nhỏ, các loại không thiếu một cái loại chậu gì cả. Năm nay thì mình chia sẻ với cô bác anh chị cả trồng bằng thùng chậu và cả ngoài vườn, bởi vì mình có một mảnh vườn nữa ở ngoài đồng, thì cái ngoài vườn thì mình trồng nhiều rau hơn. Còn đặc biệt trong vườn năm nay thì mình để thu gọn lại để trồng tất cả những cái cây rau ăn lá, đặc biệt là rau thơm hoặc là rau muống, rau cải cúc. Vườn nhà thì không thiếu một cái loại rau gì, tất tận tần tân các loại rau Việt ba miền Bắc Trung Nam, cô bác anh chị thấy là đều có tại vườn nhà Vinh Lê. Mình trồng bằng hình thức trồng gối. Riêng húng thôi đã có đến gần chục loại húng rồi. Húng láng, húng rủi, húng chanh, húng quế, húng bạc hà, ầm làng các loại húng. Phía góc nho nhỏ đây là dàn của những cái cây bầu, cây bầu hoặc là dàn su su. Kinh giới, rau thìa là, rau ngổ, rau răm, rau dọc mùng, rất là nhiều tất cả các loại rau mà hình thức trồng thùng chậu như cô bác anh chị nhìn thấy rất là xanh tốt, không có biểu hiện sâu tấn công vào lá, gần như là nó xanh mướt luôn. Đây, cả một khuôn viên vườn nhà mình. Năm nay thì mình trồng một lửa vườn. Mướp hương đang cho ra trái, thậm chí là cái mướp bao tử. Bầu vũ, bầu thiên nga, su su đều có hết tại vườn.
và đang phát triển lên rất là tươi tốt. Bước bắt đầu cho ra trái đây, mà cô bác anh chị nhìn thấy là chỉ có bằng hình thức thùng chậu, không đục lỗ. Một cây mướp thì mình trồng cái thùng chậu khoảng 80-80 là chuẩn. Nếu mà càng to thì cái tốc độ cây mướp nó càng phát triển tốt hơn, bởi vì nó đủ dinh dưỡng. Đây là một cái chậu tế tô của Nhật, cũng chỉ có đường kính 40-40 thôi, mà nó cao lên đến cả 1,5 m là có thật. Rất là cao. Hình thức như thế này rất là dễ để cho cô bác anh chị chăm. Ban ngày mình vẫn đi làm bình thường, không có ảnh hưởng gì đến cái vườn dược cả. Toàn bộ bằng cái thùng chậu. Nếu mà trường hợp mưa to quá thì không di chuyển được vào chỗ có mái che thì cô bác anh chị cứ để tại vườn. Khi cây nó phát triển lớn như thế này rồi thì nó cũng không phải lăn tăn nhiều. Khi mà trường hợp những chậu nào nó bị ngập nước thì có thể sau cơn mưa mình lại đổ nó đi, hoặc mình không bê được nữa thì cô bác anh chị đục cái lỗ ra. Chỉ có đơn giản như thế thôi, thì cái vườn rau sở hữu rất là tốt. Cả một ngày nếu mà thời tiết nắng nóng lên đến 30 độ, 25 độ, nếu mà trường hợp cô bác anh chị đục lỗ thì cây rau mình phải tưới đến 3-4 lần một ngày thì nó mới trụ được. Và với cái hình thức không đục lỗ thì yên tâm là 2-3 ngày tưới một lần. Chẳng hạn như cây rau muống này thì mình trồng bằng hình thức bán thủ canh. Khi mà nó phát triển tốt như thế này rồi thì cô bác anh chị đổ đầy nước vào. Trường hợp cái chậu mà bị thủng thì mình lại hứng một cái đế lót ở phía dưới. Cái đế lót này thì nước nó sẽ ra và nó ngấm vào cây, tiếp tục không bị ra ngoài nuôi cho cây cỏ. Chính vì thế thì cái cây rau cô bác anh chị nhìn thấy đây, dài đến 50 cm và trắng phau luôn. Như thế này mình cứ an tâm đi làm, không phải lo lắng gì cái cây rau nó chết. Sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt lại còn không có biểu hiện sâu sên, bởi vì là mình di chuyển thường xuyên, mình không để vào đúng một chỗ thì nó sẽ đảm bảo 100%. Đây là cái cây mùng tơi Nhật, mùng tơi củ. Giống này nó leo giàn rất là dài và cao và chịu được lạnh. Khi cô bác anh chị trồng ở mùa đông ở xứ lạnh, quất và cái giàn nho của nhà mình năm nay cũng siêu tốt và siêu sai luôn. Năm nào mình cũng thu hoạch nho để mà mình ủ rượu. Đây là những cái giàn nho, chùm nho đang đậu trái rất là nhiều. Lại một mùa bội thu của năm nay. Cô bác chị có thể tận dụng dùng bằng những cái giỏ treo để mình trồng tất cả những cây ăn trái và cây hoa vẫn cứ đẹp luôn. Chỉ có cách này thì tất cả những cây rau Việt với trụ được ở xứ lạnh. Khi mà cô bác anh chị trồng để mà thu được đến lúc thu hoạch, rất là đơn giản để cô bác anh chị có thể sở hữu được những cái chậu rau. Dù mình sống ở chỗ không có vườn hoặc là mình có vườn thì cái hình thức như thế này nó rất là nhanh, gọn và sạch sẽ. Khi mà mình trồng những cây rau, cái tốc độ nó phát triển để cho mình thu hoạch cũng rất là nhanh, chỉ trong vòng vài ba tuần thôi. Có những cái cây rau thì 3 tuần, có những cây rau thì 4 tuần. Đặc biệt nhất là những cái rau ăn lá hoặc là những chậu rau thơm. Rau thơm thì cô bác chỉ cần một cái chậu rau thơm mình trồng thì có thể là mình ăn cả một cái những mùa hè. Mình không cần phải thay đất hay là chăm đắp bằng cái cách mà phải thay chậu.
cứ như thế này thôi là cho ăn đến tới đông luôn. Đợi đến lúc nó ra hoa thì cây nó tàn, nếu mà trường hợp mà giữ tiếp tục thì cô bác anh chị này đưa vào trong nhà bóng hay nhà kính hoặc là trong nhà nó có cái độ ấm thì cây nó phát triển tiếp, và cây gốc có thể mình giữ để nó trụ được qua mùa đông. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm thì mình ra mình lia qua một tiếng đồng hồ để mình chăm nắng cây rau hoặc là mình tưới cho nó, và buổi tối về sau giờ làm việc cơm nước xong mình ra vườn lại chăm tiếp để chăm những cái cây rau về buổi tối. Thường thì sâu bệnh, sâu sên nó hay hoạt động vào buổi tối, thì buổi tối trước khi đi ngủ thì mình cũng ra mình soi đèn để mình xem có sâu sên gì không. Chính vì vậy thì cái vườn rau nó xanh mướt, không hề có biểu hiện sâu tấn công. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm theo dõi kênh. Bên đây sẽ cập nhật những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.